Vâng, kính chào tất cả các bạn. Bây giờ là 22 giờ 2 phút tối chủ nhật 13 tháng 8 năm 2023. Bên Việt Nam bây giờ các bạn là 12 giờ 2 phút ngày thứ hai 14 tháng 8 năm 2023. Vâng, chúng tôi ngày hôm nay tương đối quận Cam thời tiết mát hơn mọi ngày. Hy vọng rằng sẽ mát hết cả trong tuần. Và ngày mai thì các học khu của quận Cam bắt đầu khai trường. Tức là 3 tháng hè đi qua rất nhanh. Thật sự rằng mới có 2 tháng. Khoảng 16, giữa tháng 10, hình như 14, 16 thì tháng 6, bây giờ tháng 8 thì coi như có 2 tháng. Hồi xưa người ta hay nói 3 tháng hè, thật ở Việt Nam cũng đã đi học rồi. Thì tình hình thì không có gì thay đổi. Chào anh Việt. Trong nước thì hình như mặt trận đang di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Rất tiếc là nghĩa là đang lúc dầu sôi nổi lửa bỏng như này thì thằng Hoàng Duy Hùng lại không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chàng ta thì vẫn ở trong thành phố Houston. Ngày hôm nay ở trên tiểu bang Nebraska có một người Việt Nam bị bắt về tội say rượu lái xe giống như Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà anh chàng này đã chỉ tội nghiệp cái là hôm thứ Tư đưa vào trong đó thì khoảng 9 giờ tối không ai làm gì hết, tự nhiên anh bất tỉnh. Thì không biết rằng khi anh say rượu anh có hút cần sa hay cái gì không thì không biết, nhưng mà người ta đưa đi cấp cứu thì đã chết rồi, mới 43 tuổi. Nếu ở Việt Nam thì chắc là sẽ bị nghi là công an đánh. Bên Mỹ thì khó lắm, Mỹ mà đánh trao 007. Bên Mỹ thì cảnh sát không dám đánh. Chào Đào Nguyên. Em gái bữa nay đi làm bận bận quá này, không thấy nói năng gì hết. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi có một số bài báo từ ngày hôm qua. Tại vì ngày hôm qua tôi lại dùng nhiều bài báo cũ, thì hôm nay có một báo một cái tin buồn. À đúng, không phải là bắn là có quyền bắn đây nha. Nếu mà cảnh sát bắn người ta đó, bắn sau lưng đó, là không được. Anh phải bắn khi chứng minh rằng cái người kia có vũ khí và có mục đích nghĩa là gây nguy hiểm cho người cảnh sát thì người cảnh sát mới được bắn trước mặt. Và ngay ở những nhà, những người nào có súng trong nhà mà khi người ta đi vào trong nhà mình mà nó thấy nghe động nó bỏ nó chạy thì mình cũng không có quyền bắn. Bắn sau lưng nó chết thì quan tòa sẽ nói rằng mình không có bị nguy hiểm. Người ta bỏ chạy rồi thì mình đâu bị nguy hiểm. Thành nhà cũng không có quyền bắn. Chào người dùng. Biết ngay mà.
biết ngay là người dùng chào đào nguyên ngay lập tức. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm qua có câu chuyện thứ nhất là có liên quan tới Di Chú. Thì đây là một chương trình mà của ông luật sư rất là nổi tiếng ở cộng đồng Bùn Sa này, luật sư trẻ. Ông đã có một cái bài nói chuyện ở trên đài và đồng thời trả lời cho tờ báo Người Việt. Lãnh sự Hoa Kỳ từ chối visa vì không tin là hôn nhân thật. Thì tôi có viết ở trên đầu, lời mở đầu cho cái bài viết này: Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân nhớ nhé. Hoàng Duy Hùng gặp Kim Ngân sau khi đi Trường Sa về cuối tháng 4 năm 2022. Tức là đã chưa được 2 năm đã vội vã làm đám cưới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mục đích để giúp cho Hoàng Duy Hùng có quốc tịch Việt Nam. Thì các bạn biết Hoàng Duy Hùng đã xin quốc tịch từ hồi tháng 4 năm 2019 đến nay là 4 năm. Không có một người nào xin quốc tịch 4 năm mà không có. Mà Hoàng Duy Hùng làm video cũng như hỏi rất là ngu, hỏi ông Nguyễn Thanh Sơn, thì bản thân ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không thể nào trả lời được, khó trả lời lắm. Ông Nguyễn Thanh Sơn có trả lời làm sao bây giờ? Ông Nguyễn Thanh Sơn không phải là người quyết định. Thì khi Hoàng Duy Hùng làm luật sư, Hoàng Duy Hùng phải biết. Anh còn chê là nhà nước Việt Nam cứu xét thì lâu thế. Thật sự đâu phải là cứu xét lâu, tại người ta không cho chứ không phải là cứu xét lâu. Anh cứ tưởng là anh quen với lại một ông trung tướng công an Trịnh Lương Hy, mặc dù đã về hưu rồi. Ông tưởng rằng là ông nguyên thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bảo trợ cho anh ta về. Mặc dù anh ta có một cái tiền án là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì một người thông minh, tôi nói như vậy có nghĩa rằng là Hoàng Duy Hùng, quý vị, tôi chỉ muốn nói là hắn ta không có thông minh. Một người thông minh là đương nhiên mình phải hiểu tại sao hồ sơ của mình không có một hồ sơ nào mà xin nhập quốc tịch. Tối đa thì nó là tối đa 90 ngày, tức là 3 tháng. Người ta đã trả lời cho mình. Đây là khi mà nhà nước Việt Nam không trả lời tới đó. Đó là lịch sự với Hoàng Duy Hùng. Không nỡ nói thẳng vào mặt. Chào Long Bùi. Tôi đọc tiếp. Tình yêu của đôi đũa lệch 61-21 là 40. Thì ngay cả với Kim Lan, tức là mẹ của Kim Ngân, thì 61-41 cũng là 20. Cũng là khó khăn vì bị nghi ngờ hôn nhân theo diện kinh tế. Thì trường hợp Trần Văn Nam Sơn cũng là một thí dụ. Cảm ơn anh Long Bùi. Cũng là một thí dụ. Hôn nhân phải có đủ 3 yếu tố như 3 cạnh tam giác: tình yêu, tình cảm và tình dục. Chỉ cái nội cái tuổi 80 của Trần Văn Nam Sơn cũng không chứng minh được tình dục, dù là có viên thuốc màu xanh cho nên cũng không thể làm gì được nữa. Nếu vì lý do kinh tế, tức là hôn nhân mua bán, thì sau 3 năm, người phụ nữ ở Việt Nam có quyền chia tay với chồng hờ thì sẽ trở thành gánh nặng cho quỹ an sinh xã hội của Hoa Kỳ.
nên rất khó thuyết phục các viên chức di trú của Mỹ và trong quá khứ tại Mỹ khoảng 10 năm trở lại đây đã có nhiều vụ đám cưới hôn nhân kinh tế bị đổ bể. Và đặc biệt thành phố Houston và Cali là hai nơi có nhiều vụ, kể cả đi tù luôn, kể cả đi tù hoặc bị tống xuất về Việt Nam, là những người hôn nhân giả đó bị tống xuất về Việt Nam, dù là có quốc tịch vẫn bị tống xuất về Việt Nam. Và hầu hết các cuộc hôn nhân giả này đó, đều ly dị sau 3 năm. Và người phụ nữ hoặc là người đàn ông được qua Mỹ, tại vì đàn ông lấy vợ hoặc là đàn bà lấy chồng ở Việt Nam, theo cái diện kinh tế thì sau 3 năm người ta có quyền chia tay nhau. Thì trích đoạn trong bài viết, tôi không biết, không đăng hết cái bài viết của luật sư Daron Nguyễn Ngọc Trương, một cái trích đoạn ngắn như thế này: đối với hồ sơ hôn phu và hôn thê, người bảo lãnh phải chứng minh rằng họ đã gặp mặt thừa hưởng trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn. Điều này chứng tỏ rằng anh hùng tối còn xe chỉ luồn kim. Anh này chắc là đọc cái bài của tôi viết ở trên Facebook phải không? Tôi nói rằng Sài Gòn vo ve bây giờ đó, kim chỉ mấy kim khâu gì đó giờ nó đớp hết. Tôi đọc tiếp: cả hai đương sự được tự do lập hôn thú với nhau và hôn thú phải được ghi danh trong vòng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng được đặt chân đến Mỹ. Khi hội đủ điều kiện của diện bảo lãnh thì sở di trú USCIS sẽ chấp thuận hồ sơ đó. Thì điều này Hoàng Duy Hùng sau khi đi Trường Sa về thì mới gặp Kim Ngân, tức là tháng 4 năm 2022. Sau đó thì anh ta trở về Houston và anh ta thu xếp gì đó, tại vì cái visa mà cho Hoàng Duy Hùng về để đi Houston, à để đi Trường Sa đó, chỉ có 30 ngày gì đó, đi đặc biệt theo sự gọi là sắp xếp nào đó để cho ông Nguyễn Trọng Đức và ông Hoàng Duy Hùng có cơ hội gặp nhau. Nhưng mà không ngờ cái cơ hội gặp nhau của hai người này thì nó lại trở thành một mối thù bất cộng đái thiên. Tại vì sao? Trước mặt ông Ngô Hướng Nam, đại sứ Ngô Hướng Nam bây giờ đang làm đại sứ ở bên Hoa Lan, thì hai người trước mặt ông Kính thì có vẻ là vui vẻ với nhau. Và ông Nguyễn Trọng Đức ấy, còn phải đi vào phòng Hoàng Duy Hùng, đứng ở dưới giường. Thằng Hoàng Duy Hùng nó còn không nghe nữa, nhắm mắt nó ngủ. Ông Đức phải lấy tay khều khều Hoàng Duy Hùng: nghe tôi nói này. Nó chơi cái trò trực tượng. Lẽ nhiên cái cặp mắt già đời như ông Nguyễn Trọng Đức thì ông phải biết. Thành ra, và đặc biệt thằng Hoàng Duy Hùng tổ chức ngày 19 tháng 5 ở dưới tàu Trường Sa.
những người ở trong Ủy ban Người Việt và trong Nguyễn Trọng Đức đều không có, đều không tham dự. Chỉ có một vài người gọi là cảm tình với thằng Hoàng Duy Hùng. Cảm ơn người không tên. Tôi không biết Long Bình, Long Bùi là ai. Nhưng mà thứ nhất là không có clue. Thứ hai, những câu hỏi cũng mang cái tính giống như là phá cái cuộc nói chuyện của tôi. Thì đây là bài lời của ông luật sư Nguyễn Ngọc Dương. Hai người phải gặp nhau 2 năm trước, chứng minh rằng mình đã gặp nhau và đã yêu nhau, chứ không phải là mình cứ đè nhau ra mình làm đám cưới thì Mỹ nó sẽ cho vào. Thế tôi hỏi rằng tại sao từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến nay, sắp sửa cuối tháng 8 là 8 tháng rồi mà Hoàng Duy Hùng vẫn cứ treo kim ngân lên trên trần nhà lơ lửng để cho thằng Sài Gòn vo ve. Nó phải, hôm qua nó phải làm một cái video, video nó nói gì, ngẫu hứng cùng em gái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong cái video này em gái của thằng Sài Gòn Vi Vu mặc cái áo để hở một nửa ngực nha, một nửa ngực lần đầu tiên. Mà quý vị để ý này, Kim Ngân á, mỗi lần đi với Sài Gòn vo ve á, rất là vui. Đấy. Có một cái video thằng Sài Gòn vo ve nó còn nói á, đi với lại Hoàng Duy Hùng mà cứ gọi anh Thái ơi, anh Thái ơi. Tức là thích nói. Mà nói chuyện với Hoàng Duy Hùng á, thì luôn luôn nói kiểu sẵn giọng. Lúc mà chưa lấy nhau á, cũng đã cãi nhau rồi. Thì gạo đã nổi thổi thành cơm ấy, chắc còn cãi nhau nhiều hơn nữa. Nhưng mà mỗi lần gặp Sài Gòn Vu Vi thì là cháu Kim Ngân nhà tôi rất là vui. Trong khi thằng Hoàng Duy Hùng á, thì không có mặt mà lại ngẫu hứng cùng em gái. Tôi chẳng hiểu tại sao ấy. Người không tên. Kim Ngân là người yêu của Sài Gòn vo ve. Hùng bom chỉ là tấm bình phong. Sao tôi nghĩ rằng có thể rằng nó có cái sự mua bán. Quý vị trông thấy vào trong cái SG bỏ trống Vivu là cái kênh mới được hoạt động lại đó. Kênh Châu Huỳnh thì vẫn bị đóng nha các bạn. Kênh Sam Khan thì bị một tuần lễ thì đã mở lại rồi. Thì nó bảo ngẫu hứng cùng em gái. Khi mà gặp em gái mà mặc cái áo hở ngực như thế này ấy, thì ngẫu hứng người ta nói tục, người ta nói tục lắm. Tôi không dám nói. Không phải bắt cá hai tay. Mà thằng Hoàng Duy Hùng ấy, như tôi nói trong bài viết ấy, nó muốn có quốc tịch Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng thay vì Kim Ngân
cũng chơi đánh bài liệu vừa được tiền Hoàng Duy Hùng để làm một đám cưới. Thì cái mà hôn thú tại Việt Nam á, không có giá trị gì đối với Mỹ, không có một giá trị gì đối với Mỹ. Rất nhiều người đã về Việt Nam làm đám cưới nhưng mà không được qua luôn, kể cả người có con luôn á, kể cả những người có con cũng không cho qua. Vì qua cuộc phỏng vấn ấy, để ta tìm khám phá ra đó cuộc hôn nhân có trao đổi. Lúc mà Hoàng Duy Hùng lần đầu tiên về Việt Nam ấy, năm 2019 2020 ấy, thì không biết có hứa hẹn gì với ai không. Lúc đó thì còn chơi với Minh Tiến với lại Nguyễn Quang Trường rất thân. Thì cái người phụ nữ đó là một khoe với tôi là chủ một tiệm ăn, thì không biết có phải là bà Tuyết Xuân hay không thì tôi không biết. Sau này tôi mới biết Tuyết Xuân là chủ tiệm ăn. Nhưng cái người phụ nữ đó hỏi với tôi rằng anh Hoàng Duy Hùng có phải là luật sư di trú không? Tôi bảo không. Thì nói rằng anh Hoàng Duy Hùng muốn mở một cái văn phòng di trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chuyện là chuyện của thành phố Hồ Chí Minh, của nhà nước Việt Nam tôi không biết. Nhưng mà chắc chắn, chào anh Sa Sinh Lâu, chắc chắn là Hoàng Duy Hùng không phải là luật sư về di trú. Anh ta là luật sư về hành sự, vì đụng xe, tai nạn xe cộ, đại khái như vậy. Thì chị ta nói rằng á, cái vụ mà ly dị của anh Hoàng Duy Hùng với lại chị Bích Trâm đó có thật hay không? Tôi bảo có thật, có thật, và họ đã chính thức chia tay hồi tháng 10 năm 2019. Thành ra Hoàng Duy Hùng mới tìm cách đi về Việt Nam. Và có người nói rằng đi tìm hồ sơ Hoàng Duy Hùng và Bích Trâm ly dị không thấy. Tôi bảo cô Bích Trâm không phải tên là Bích Trâm, cô tên thật là Bích Hằng. Hồ sơ tòa án hôn thú của Hoàng Duy Hùng, vợ là Bích Hằng chứ không phải Bích Trâm. Tôi đọc tiếp. Thì sau đó thì bẵng đi thời gian, chị ta không liên lạc nữa. Thì chị ta nhắn tin cảm ơn anh, cảm ơn những tin tức của anh Hùng, nếu không chị ta cũng mất 20.000 đô la USD. Ông luật sư Trương nói rằng luật di trú Hoa Kỳ là một luật rất phức tạp, do đó theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này. Thì tòa soạn Nhật báo Người Việt mời luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương của tổ hợp luật sư Nguyễn và Lưu phụ trách mục tìm hiểu luật di trú. Tôi có thể gửi cho cái link này, các bạn nào muốn tham khảo về luật di trú, nhất là lấy vợ lấy chồng. Các bạn hỏi tôi rất nhiều mà tôi không phải luật sư là thứ nhất, mà tôi lại không phải là môi giới trung gian cho những cái vụ này, thành ra tôi khó lắm. Đây, các bạn liên lạc trực tiếp luôn với luật sư đó, tôi không dính dáng gì hết.
Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được luật sư đoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành luật di trú Hoa Kỳ. Và hiện nay California có trên 195.000 luật sư, nhưng chỉ có 227 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Trong số đó có luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương từng làm việc cho Sở Di trú Hoa Kỳ. Và luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di trú chấp nhận. Một người khác mà tôi cũng muốn giới thiệu cho các bạn, người đó là Jimmy Phạm. Ông Jimmy Phạm, ông là từng là con của nha sĩ Phạm Đình Tuân, là một người bạn với tôi. Thì tôi gửi cho quý vị cái số điện thoại của anh Jimmy Phạm. Một chín bốn chín gạch ngang 500 0909. Thì ông luật sư này các bạn nói là ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng giới thiệu, có thể có đặc biệt. Thì nếu ông này là người ra tranh cử đơn vị 4 này vừa, nếu mà kỳ này Nam Quan bị recall, tức là bị bãi nhiệm, có hy vọng là Jimmy Phạm sẽ thay thế cái chức vụ đó. Tôi đọc tiếp cái bài báo. Theo luật sư Trương, chỉ có Sở Di trú USCIS mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lãnh. Vấn đề lập hồ sơ hôn thú giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị giả để hưởng hình diện ưu tiên cao hơn không phải là một vấn đề mới mẻ, mà cũng không lạ gì đối với Sở Di trú USCIS và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Nhân tiện nói về chuyện này thì tôi đã có một người Việt Nam, chị ta lấy một người Mỹ ở Florida và bị nói là lấy lầm, tại vì ông Mỹ này thì hồi đó cũng lớn tuổi. Câu chuyện này cũng khá lâu. Thì ông Mỹ đi du lịch Việt Nam và lấy chị ta. Hôn nhân rất là đàng hoàng hết. Được lúc đó thì rất là dễ. Dễ lắm. Cách đây mười mấy năm. Nhưng mà qua bên Mỹ đó, về ở Florida thì mới lòi ra cái anh Mỹ này cũng trên răng dưới dắt, có đâu được vài chục ngàn đô la để trong nhà băng đi du lịch Việt Nam để kiếm vợ. Thì gặp chị này xong về hai người tư qua tử lại, thế rồi xin lấy nhau, ông xin lấy và được lấy, được cho phép lấy. Thì qua bên này thì mới biết anh Mỹ bắt hầu hạ
đủ mọi chuyện, đã không có tiền anh lại ghen, anh không cho đi làm, bắt ở nhà cứ hầu hạ ông. Rồi nhưng mà người Mỹ họ khôn lắm, họ không đánh đập. Đánh đập cái là chị này có quyền đi ra thưa cảnh sát và chị được tự do ngay lập tức. Thì chị ấy bắt buộc phải trốn. Chị trốn về một người quen ở bên Houston. Đi xe Greyhound là loại xe khách của bên Mỹ từ Florida. Chị sợ rằng ông kia ông báo cáo cảnh sát tầm đã là bị mất tích. Thế nhưng mà thật sự quý vị đi xe khách ở Mỹ chẳng bao giờ hỏi chặn xe hỏi, trừ khi là quý vị đi qua biên giới Mỹ hoặc biên giới Canada ví dụ. Thông thường thì họ chẳng bao giờ, trừ khi có tin báo. Thì chị này qua bên Houston, chị ở được với một người quen cũng được 1 năm, không biết sau đó đã bị bắt và đã đưa về Việt Nam, tức là có quốc tịch nhưng mà vẫn bị đưa về Việt Nam. Tại ông chồng và ông thưa là bà này ăn cắp tiền nọ kia, tức là gian dối đó, tội hình sự đó. Thì đó là một câu chuyện. Tôi đọc tiếp bài của luật sư Trường. Liên tiếp trong những thời gian vừa qua, Bộ An ninh Nội chính và Bộ Tư pháp đã khám phá ra các vụ gian lận hồ sơ di trú, đặc biệt là những diện hôn phu và hôn thê và diện bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam. Chính quyền Hoa Kỳ nhận xét đây là những tổ chức đã được thành lập nhằm mục đích lừa gạt, không những đối với những người muốn đi định cư Hoa Kỳ và với chính quyền Hoa Kỳ. Đó là những hồ sơ công dân Hoa Kỳ đi Việt Nam làm hôn thú giả để bảo lãnh người đó sang Hoa Kỳ. Vì lý do đó, việc thẩm định hồ sơ cấp chiếu khán đã trở nên rất khó khăn và khá nhiều hồ sơ đã bị từ chối sau khi được Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam phỏng vấn. Trong những hồ sơ bị từ chối, có một số hồ sơ bị từ chối một cách oan uổng vì đương đơn bị phỏng vấn hiểu lầm hoặc Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ dựa vào một lý do vô lý hay một bằng chứng không cụ thể. Cho nên trong trường hợp này thì đương sự phải làm những gì để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu. Trước khi vào đề tài nói trên, tôi sẽ xin trình bày một cách tổng quát về những hồ sơ bảo lãnh và thủ tục từ chối chiếu khán của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ và thủ tục Sở Di trú USCIS thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh. Sau khi hồ sơ bảo lãnh được Sở Di trú USCIS chấp thuận, thì hồ sơ sẽ được chuyển qua cho The National Visa Center, tức là Trung tâm Chiếu khán Quốc gia, để bắt đầu thủ tục xét cấp chiếu khán. Sau khi thủ tục được hoàn tất, National Visa Center sẽ chuyển hồ sơ cho Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để phỏng vấn người thừa hưởng. Khi Sở Di trú USCIS xem xét hồ sơ bảo lãnh thân nhân, họ chỉ xác nhận sự liên hệ gia đình theo luật pháp giữa người bảo lãnh và người được thừa hưởng mà thôi. Nghĩa là hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng hôn thú của người vợ và người chồng có hợp pháp hay không. Nếu người vợ hoặc người chồng có lập hôn thú trước đây thì họ phải ly dị
trước khi họ lập hôn thú với người phối ngẫu hiện tại. Thì đối với hồ sơ hôn phu hôn thê thì người bảo lãnh phải chứng minh rằng họ đã gặp mặt người thừa hưởng trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn, và cả hai đương sự được tự do lập hôn thú với nhau, và hôn thú phải được ghi danh trong vòng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng đặt chân đến Hoa Kỳ. Khi hội đủ điều kiện bảo lãnh thì sở di trú sẽ chấp thuận hồ sơ đó. Thì nói tóm lại trường hợp của Hoàng Duy Hùng, thì trường hợp Hoàng Duy Hùng phải chứng minh là công hàm độc thân, thì cái điều đó chắc chắn là anh ta sẽ có, bởi vì đã ly dị, chính thức ly dị với lại Bích Hằng. Tôi xin xác nhận chuyện đó, và tôi đã đi vào hồ sơ vào tòa án của Houston và có thấy cái ly dị. Thứ hai thì hai người đã phải gặp mặt nhau 2 năm trước khi nộp đơn, thì hai người gặp mặt nhau sau khi Hoàng Duy Hùng đi Trường Sa về, tức là khoảng chừng cuối tháng năm 2022, thì tới cuối tháng năm năm 2024, sau 2 năm thì Kim Ngân mới có quyền cùng với Hoàng Duy Hùng làm đơn để xin cưới nhau tại Mỹ, là một thú tại Mỹ đó. Cái hôn thú Việt Nam không có giá trị đối với lại sở di trú của Hoa Kỳ. Chuyện Việt Nam là chuyện Việt Nam. Thì chính phủ Mỹ họ sẽ phỏng vấn, trong cái cuộc phỏng vấn có rất nhiều câu hỏi. Tại sao chị quen với lại ông này? Chị có biết năm nay ông ta 61 tuổi, chị mới có 21 tuổi. Tức là cách nhau tới 40 năm. Thì tình yêu là rất là chênh lệch, như đôi đũa lệch, đũa cao đũa thấp. Thì chị lấy nhau, chị lấy anh về tình yêu hay như thế nào? Thì lẽ nhiên trả lại tình yêu. Thế tại sao chị gặp anh và chị yêu anh? Trong trường hợp nó như là một cú đập phút, tức là một tiếng sét ái tình, vừa gặp nhau yêu nhau liền, và sau đó anh ta về bên Mỹ và quay trở lại làm đám cưới 31 tháng 12 năm 2022, tức là chị gặp ta anh ta chỉ có 2-3 lần trong thời gian anh ta ở Việt Nam. Đại khái nó có rất nhiều câu hỏi và tôi không nói hết nè, là bởi vì những câu hỏi là đa số câu hỏi gai độ. Tôi có hai đàn em của tôi ở binh chủng biệt động quân đã về Việt Nam lấy vợ. Một người phải mất 6 tháng và phải đi đi lại lại mấy lần. Còn một người mất 2 năm. Lý do 2 năm là tại qua cuộc phỏng vấn thứ 3. Ba cuộc phỏng vấn nha các bạn. Có nhiều người rớt ngay cuộc phỏng vấn thứ nhất. Có người vớt rớt cái cuộc phỏng vấn thứ nhì. Và tới cuộc thứ 3 mà thông qua được thì mới được đi đấy. Chứ không phải là tới phỏng vấn là được đi đâu. Thì anh chàng này đã 2 cuộc phỏng vấn. Còn cuộc phỏng vấn thứ 3 thì lại rớt ngay vào mùa Covid. Thành ra Tổng lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phỏng vấn. Tạm ngưng mất gần 2 năm ấy, mới được phỏng vấn lại. Rồi mới được đón qua đây. Và qua được rồi. Thì tôi đọc cái câu chuyện này đó, là chỉ để nói lên cái vấn đề
chung cho tất cả những người muốn đi Mỹ. Thời gian này rất là khó khăn. Tôi đọc tiếp. Khi Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phỏng vấn và xem xét hồ sơ, họ sẽ đi sâu hơn vào vấn đề. Trách nhiệm của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ là cấp chiếu kháng. Họ sẽ xem xét sự liên hệ gia đình của hai người có phải chân thật hay không. Thì định nghĩa chân thật như thế nào? Chắc chắn là không phải chân giả rồi. Thế nhưng mà chân thật như thế nào thì mới là chân thật. Và người thừa hưởng có bị lọt vào một trong số những điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ hay không? Thì cái điều này chúng tôi cũng khi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ quyết định không cấp chiếu kháng vì một lý do gì nào đó, thì Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ sẽ trả hồ sơ đó về Sở Di trú của Mỹ để từ chối. Vì Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chỉ có quyền xem xét cấp chiếu kháng và quyền xem xét hồ sơ bảo lãnh là của Sở Di trú USCIS. Thì Sở Di trú USCIS là cơ quan xem xét và chấp thuận hồ sơ bảo lãnh lúc đầu. Cho nên chỉ có Sở Di trú mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lãnh. Theo thủ tục thì sau khi người phỏng vấn của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu kháng thì hồ sơ sẽ chuyển qua cho người cấp trên của người phỏng vấn để duyệt lại. Khi người cấp trên của người phỏng vấn đồng ý với sự từ chối đó thì hồ sơ đó sẽ chính thức được trả về cho Sở Di trú US. Thời gian từ lúc người thừa hưởng được phỏng vấn đến khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di trú có thể kéo dài 6 tháng. 6 tháng. Có nhiều trường hợp bị lâu hơn là vì Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ muốn điều tra thêm để họ có đầy đủ chứng từ trước khi họ từ chối và trả về cho Sở Di trú USCIS. Trong trường hợp đó thì Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra ra tận nhà của người thừa hưởng để thăm dò và hỏi han hàng xóm của người thừa hưởng. Sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di trú USCIS, Sở Di trú USCIS sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh là họ đã nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lãnh vào thời gian sắp tới. Thời gian chờ đợi từ lúc Sở Di trú USCIS nhận được hồ sơ tới khi họ thông báo quyết định mất khoảng 6 tháng đến 1 năm vì những hồ sơ bị trả về không phải là những hồ sơ ưu tiên. Nên là đối với người Mỹ thì họ cho rằng là đó là những đằng nào cũng rớt rồi thì chỉ điều tra cho bổ túc. Thì theo quyết định của Sở Di trú USCIS thì được gọi là The Notice of Intent to Revoke, tức là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận. Thì khi Sở Di trú gửi thông báo đó ra
thì họ chỉ cho người bảo lãnh là 30 ngày để trả lời cho thông báo đó. Nếu người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để chứng minh sự liên hệ gia đình của họ, và trong trường hợp người bảo lãnh không trả lời hoặc trả lời sau 30 ngày đó thì sở di trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh đó. Thì về bản tin chiếu khán thì cái này thì nó không liên quan tới cái tin mà lấy vợ lấy chồng. Thành ra tôi hy vọng rằng đó, cái này tôi trả lời đáng nhất, tôi trả lời từ ngày hôm kia đấy, nhưng mà ngày hôm kia tôi lại không on air, thì độc giả có hỏi tôi trường hợp Hoàng Diệu thì tôi không biết độc giả này là Kim Ngân hay là Kim Lan hay là Sài Gòn Vo Ve hay là ai đó, tôi không biết. Người dùng Mỹ mặc dù sức sống cao nhưng thua xa Việt Nam về khoảng ấm áp của một đại gia đình chăm sóc lẫn nhau. Ở người Mỹ họ không, và người Tây phương họ không sống theo chế độ đại gia đình. Và họ sống rất là độc lập. Con cái á, khi nó lên đại học thường thì nó tách rời ra. Nó tách ra ra khỏi gia đình. Và nó đi tự học hoặc là nó đi vào trong dorm, tức là đi vào trong trường cư trú, hoặc là nó mướn chung cư chung với bạn bè chia nhau. Rồi sau khi ra trường lấy vợ lấy chồng nó lại không về nữa. Ít lắm. Thì có những cái lợi và có những cái có những cái bất tiện. Thí dụ như là đó, ở Việt Nam vì phải về ở với gia đình chồng có bố mẹ, thành ra mình phải làm dâu. Có nhiều cô dâu đó thì không hầu hạ bố mẹ ruột mình, nhưng mà về nhà chồng thì bị mẹ chồng hành hạ. Thành ra xã hội nó cũng có nhiều cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngày xưa thì còn im lặng, nhưng ngày nay thì sẵn sàng mã tấu chém bay đầu luôn. Thế nhưng mà như là người dùng nói thì ở với trong gia đình thì nó có những cái được gia đình cho lo toan là cái đủ hết. Thí dụ như hai vợ chồng cùng đi làm thì bố mẹ chồng giữ cháu giữ con cho mình khỏe re như con bò cháy xe, chỉ về chỉ có được nhiều khi được cơm nước luôn. Nhưng bên Mỹ thì tự lo lấy. Nhưng mà tại vì cái tính tự tự lập của người Mỹ, thành ra họ không thích vướng bận vào ai. Ông Đại Trần nói rằng á, tức là Trần Đại đó, Hoàng Duy Hùng 62 tuổi đang bị bệnh gút nặng mà gặp Kim Ngân đang chung sức. Không biết Hoàng Duy Hùng có qua nổi con trăng này không, hay chuẩn bị đi theo diện ông bà. Người dùng Đại Trần này đều thật, Hoàng Duy Hùng mà đọc được chắc là trào máu. Nói ngay trên biên Hoàng Duy Hùng rồi còn gì nữa. Xe xích lô có khi đó là ý đồ của các cha để vo ve mất nợ vợ nó càng ngày càng nhiều, kiếm tiền sống qua ngày chờ qua đời. Người dùng cũng đều lắm. Hoàng Duy Hùng mà đột quỵ thì xe xích lô nhớ chở miễn phí nha. Thôi được, kiếm tiền hợp pháp mà. Thì câu chuyện của anh Trần Đại thì có một câu chuyện. Câu chuyện của tôi đã nói rất lâu rồi. Cách đây cũng khoảng chừng 5-6 năm. Mà có thật. Nhưng mà bây giờ trên mạng nhiều người chép lại và sao lại và chế biến
chế thêm chút xíu nước mắm hay xì dầu để cho nó khác đi chút xíu. Chào Phạm Bá Lợi. Thì có một ông bạn của chúng tôi năm đó đó, anh ta 62 tuổi và anh ta lãnh coi như anh ta về hưu sớm, không không 60, 65 tuổi, 65 ông về hưu 65. Thì hai vợ chồng ly dị, bà vợ đi qua bên tiểu bang khác sống với lại con gái đấy, có chế độ đại gia đình đấy người dùng. Tôi không biết, tôi vẫn thấy người dùng đây này. Chào lại anh, tôi không biết cái chuyện đó, tôi không biết. Hà Dương, sao em không nhìn thấy comment của anh người dùng nhà báo ơi? Cái đó thì tôi chịu rồi. Nhiều khi người dùng chặn. Thì anh ta về Việt Nam, anh ta lấy một con bé nó mới cũng 21 tuổi, anh ta 65 tuổi. Thì mang qua đây nhưng mà không làm đám cưới như nhiều người khác. Nhiều người mang qua đây làm đám cưới, chuyện nó cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì trong cái hôm đó thì nhiều người tới lắm. Mấy bà thì súng lại ngồi dưới nhà, còn mấy ông thì ngồi trên. Khoảng chừng 10 anh em tụi tôi ngồi. Thì mấy anh em hỏi nhỏ, này, tao hỏi mày làm sao mày lấy, mày nghĩ sao mày lấy con bé. Mà con bé cũng xinh thật. Con bé nó cũng xinh, giỏi nữa, nấu ăn nấu nướng. Ở dưới cái bếp nấu nướng hết, các chị cứ để cho đó cho em, các chị cứ để đó cho em làm hết, em biết cái kiểu của em nấu, đại khái như vậy, không cho bà nào đụng vào hết, có sắp vào đĩa vào đĩa này kia đại rồi. Thì bảo nó thật thà lắm tao mới lấy nó. Sao thật thà? Ta về quê ở dưới miền Tây đi ăn một cái đám cưới, nó tự nhiên nó đến, nó giới thiệu tên của nó, xong nó ngồi nói chuyện, thấy anh đi một mình, không biết anh có vợ chưa. Tôi nói vào vợ tôi chết rồi, không nói là ly dị mà nói vợ tôi chết. Thì con này bảo ôi, thế anh có muốn lấy vợ khác không? Ta thấy càng ngạc nhiên, con nhỏ nó tự nhiên nó hỏi, ta cũng gật gù cái đầu thôi. Nó bảo thế nếu anh có ý lấy vợ khác thì anh lấy em đi, em muốn đi Mỹ lắm. Trời ơi, nó rất thật thà nhá, gửi gặp tao lần đầu tiên nó muốn bảo tao lấy nó rồi nó đi Mỹ nữa. Thế mấy người mới hỏi là thế mày tin nè? Đâu, tao đâu có tin ngay, mẹ già đầu như tao chứ mấy tao tin, tao mới hỏi nó, tao bảo nó. Thế lấy em về Mỹ rồi em bỏ anh thì sao? Sao mà anh ngu quá vậy? Luật mới ở bên Mỹ rồi, anh thấy không? Em muốn bỏ anh phải 3 năm nữa. Em phải chờ 3 năm rồi em mới bỏ anh. Đấy. Thế mấy người cười cười. Nhưng chưa, tao chưa tin. Thế tao hỏi lại, thế nhỡ mà ở sau 3 năm em bỏ anh thì sao? Thì nó nói là năm nay em mới có 21 tuổi. Anh thì ngoài 60 rồi. Anh nghĩ rằng anh sống với em qua được 3 năm hay sao? Là tao thấy là nó quá thật thà. Quá thật thà, tao cưới mày.
Và cho tới ngày hôm nay anh ta vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Đấy, cũng được khoảng anh ta lớn hơn tôi, năm nay anh ta chắc là cũng là 80. Thiếu tá quân cảnh nhé mọi người. Thiếu tá quân cảnh là thường thường làm trưởng mấy cái, tại vì quân cảnh ít lắm, ít chức vụ cao lắm. Ở đây ai cũng nhìn thấy cái của người dùng. Người dùng mới chào lại này. Chào lại anh Hà Dương, chúc sức khỏe. Thì không thấy nhiều khi nó trôi đi sao. Vâng, thì thưa các bạn, đó là câu chuyện về Hoàng Duy Hùng. Nhưng ngày hôm nay không biết Hoàng Duy Hùng có điên hay không. 2 tuần trước thì đòi thưa tờ báo Bắc Giang, nhưng mà theo cái clip clip giả đó thì có mặt Hà Nội. Tôi mới thắc thích, tôi bảo có mặt Hà Nội thì lên gặp tờ báo Bắc Giang luôn, nói chuyện luôn, đâu có gặp đâu. Hoàng Duy Hùng thường hay có cái câu nói là tôi không quan tâm. Có một người ở Việt Nam mới gửi cho tôi một đoạn video thế này thế kia đại khái. Có một người Việt Nam mới nói tôi tờ báo Bắc Giang lại đại khái. Tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ tôi phải trả lời. Không quan tâm mà phải trả lời. Thế. Thì Hoàng Duy Hùng không làm cái chuyện đó. Ngày hôm qua Hoàng Duy Hùng lên án, không biết ông Nguyễn Bình Phương nói gì, tôi cũng không xem nữa, không xem không biết, thành ra không biết là Hoàng Duy Hùng với lại Nguyễn Bình Phương bị đụng chạm gì. Nhưng mà thằng Sài Gòn vo ve nó nhảy vào. Nó nhảy vào nó nói Nguyễn Bình Phương. Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy video đó. Tôi không nghe luôn. Thì chắc các bạn biết chính thằng Hoàng Duy Hùng là người chửi ông Nguyễn Bình Phương đầu tiên. Trước Nghĩa Trung Phạm và Nguyễn Bình Phương là 2 người bị Hoàng Duy Hùng chửi. Ngay sau khi mà Nguyễn Bình Phương nhận lời livestream với lại Hoàng Duy Hùng trên kênh cả Việt Vision. Sau đó tôi có phê bình Nguyễn Bình Phương một lần một. Thì ông Nguyễn Bình Phương ghét tôi từ lúc đó đến giờ. Nhưng mà ông Nguyễn Bình Phương phải công nhận. Tôi nói đúng, tôi nói đúng. Thằng Hoàng Duy Hùng là nhất tí tê tiện, nhỏ nhoi. Các cha bị giọng trong thau, chờ bị làm thịt nên rất dễ bị kích động. Tôi đồng ý. Thì đây là cái thằng Sài Gòn Vu Vi nó mở một cái kênh, à nó mở một cái video
À, xin các bạn cho một cái tách có thấy nhiều. Xin mọi người cho biết còn 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 thấy, tại vì hôm nay máy nó bị đơn. Tập dưỡng sinh đó. À vâng, cảm ơn Đặng Văn Ngọc. 100, hơn 100 người mà chỉ có một người trả lời. Thấy và nghe rõ nhiều. Vâng, cảm ơn. Như vậy thì tôi có thể tiếp tục được. Vâng, thì các bạn đã mở rộng màn hình để cho các bạn nhìn thấy cái hình của hình Hoàng Dung nó nhảy thôi. Thành ra cái máy nó hơi bị nghiêng. Vâng, thì bây giờ trở lại đề tài của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái hình mà Hoàng Dung nó nhảy á, đưa lên sau. Cái hình mà Sài Gòn vo ve mới đi ngẫu hứng. Tôi không hiểu nó nói ngẫu hứng là như thế nào. Thì hay là có hứng, ngẫu hứng tức là tự nhiên có hứng thì tôi không hiểu. Nhưng mà Là cái tự rõ nhiên ràng có ấy hứng thì tôi không hiểu. thì khi mà thằng Hoàng Duy Hùng nó à, quên cái Sài Gòn vo vu thì quý vị thấy rằng hai đứa này đi ngẫu hứng uống bia, vậy thì Hoàng Duy Hùng ở đâu? Nếu nó ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao mà thằng này có thể dẫn con Kim Ngân này đi uống bia được? Thì ngay tức thời thằng Hoàng Duy Hùng, thằng Sài Gòn vo ve nhá, đây là cái kênh của thằng Sài Gòn vo ve, nó biết nhảy nhảy đi, có phải nó chọc quê Hoàng Duy Hùng không? Điên không? Hoàng Duy Hùng điên, cái vị thấy điên rõ ràng. Đây là thủ lãnh cách mạng trắng kìa các bạn.
Người ta bên kia ta đi uống bia, mình ở bên này mình đi ra công viên ấy, nhảy cả tưng ấy. Rồi chọc nó chừng nó đủ rồi. Nó đang phê rượu. Xe xích lô vài hôm nữa vo ve sẽ có clip quỳ 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 đi. Vâng, thưa các bạn, thì câu chuyện còn lại 45 phút thì ngày hôm qua tôi đã có nói cái vấn đề mà bên Mỹ đang chuẩn bị đưa ông Tổng thống Joe Biden tháng 2 vừa rồi đó, tháng 2 năm 2023, một bài dân biểu đích đưa ra mà không thành công. Nhưng mà lần này thì ông dân biểu ở Florida thì có lẽ là thành công, bởi vì những cái lý do của ông đưa ra rất. Với hai nữa là cái vụ con trai của ông thương thảo với lại bên Bộ Tư pháp coi như là không thành công, tối cao pháp viện không thành công, và hồ sơ của Hunter Biden, tức là con trai của ông Biden, chắc chắn sẽ có được là được phanh phui trong những ngày tới đây. Và cuộc chiến giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden vẫn còn đang tiếp tục. Vẫn còn đang tiếp tục. À, quên cái vụ mà VinFast. Thì ngày hôm qua tôi đã đọc các bạn và đã gửi những cái link của những cái bài viết về VinFast. Các bạn nói bác còn một bài bác chưa đăng. Tôi bảo vâng, tôi còn một bài nhưng mà thôi. Đấy, cái khi nào chúng ta có tin tức mới về cái sàn chứng khoán của VinFast, hay là nói đúng hơn là cái vụ mà động thổ cái miếng đất, động thổ xong mới im re. Trở lại ngày cộng đồng của Việt Nam, Nam Cali. Chúng tôi được ngày hôm nay bạn bè trong cái nhóm mà Westminster Boys họ bàn rất nhiều về vụ Nam Quan Nguyễn. Sau khi tôi đưa cái tài liệu mà Nam Quan đã bị ngày thứ tư này á, bữa nay là chủ nhật ở bên Mỹ, tôi sẽ ra hội đồng thành phố đặt hai vấn đề đạo đức. Ông Nam Quan Nguyễn là phó thị trưởng, người có quyền quyết định về cái ngân sách của thành phố, tức là tiền bạc. Tính ra thì cả hàng triệu 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 đô la. Nhưng mà ông chỉ có 2.300 đô la, 2.394 đô la, 96 đô la. Thì ông quỵt, không trả. Ngay ngày 23 tháng Giêng, sau khi đầu tháng Giêng năm 2023, ông chính thức làm nghị viên của thành phố Westminster, thì
công ty tài chánh ấy, đưa ra tòa ngay lập tức, và ông ta đã không ra tòa, không trình diện tòa luôn, và bị xử thua, và họ đòi bồi thường gấp đôi cái số tiền ông đang thiếu, đồng thời ấy, họ sẽ tính thêm 10% lệ phí cho tới khi nào ông ta trả đủ. Thì tới hôm nay thì chắc chắn là trả đủ rồi. Thì tôi không biết tại sao có 2.000 mấy không nói với ông Trần Thái Văn, tức là bố già, đưa cho mình, để đến nỗi mà mình phải đưa ra cái chuyện đó thì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi quan tâm ở đây á, cư dân á, họ đang nói chuyện, anh không kiểm tra soát được tiền bạc của anh mà anh lại đi quỵt nợ như vậy thì làm sao anh có thể mà sử dụng được cái ngân sách của thành phố Westminster được. Thì chuyện nó chưa xong thì ngày hôm nay lại có một chuyện khác xảy ra giữa một cô giữa một bà Amy Van Wert là một nghị viên, đã gửi lên một bà ta ngồi cái ghế mà bà gác cái chân, lấy một cái ghế khác gác cái chân lên ngồi thoải mái. Thì tôi đưa cái hình của ông Obama cũng gác chân lên trên bàn. Đây là trong một cái nhà hàng nhé, sang trọng, mà bị chụp hình đưa lên. Thì ai chụp hình đưa lên tôi không biết. Và bà Amy Van Wert đã có một cái của đâu mất rồi. Đã bị một cư dân tên là Terry Rain theo dõi rất kỹ. Và bà đã đưa một cái video mà bà Amy đăng lên, chụp hình một cái toilet, cái cầu tiêu đó, và món lời lời lẽ rất là mất dạy. Thì thứ tư này tôi sẽ đặt cái vấn đề ở đây là đạo đức của những người vô giáo dục đang làm nghị viên của thành phố Washington. Tôi đang kiếm cái đây là cái lá thư mà bà Phan Wett dùng cái email của thành phố Westminster gửi đi cho tất cả những có những người có mặt ở trong này, từ bà thị trưởng, quên cái lỗi, từ bà quản lý thành phố tới tất cả các nhân viên cảnh sát trưởng, luật sư và các nghị viên của thành phố. Cái email này viết ngày 22 tháng 2 năm 2023, tức là bà mới lên làm nghị viên có được 2 tháng. Chào buổi chiều các nghị viên và hội đồng thành phố. Tôi muốn cho các bạn biết rằng tôi mới ngồi lên trên cái bàn cầu đó.
Tôi mới ngồi lên trên của một người nào nó vừa đái xong hai lần. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn khi đi vào trong cầu, đi vào nhà cầu tiêu, bồn cầu đó ở bên Mỹ, và tôi để lại một số cái giấy chùi vệ sinh nếu mà các ông bà muốn vui lòng quan tâm cái điều này. Và cảm ơn cái thì giờ của các bạn. Đây là cái cầu tiêu, đây là cái giấy mà để lau khô. Thì hình như cái cầu tiêu này không có giấy hay sao không biết. Thì thường thường á, đàn ông thì hay đứng đúng không? Đàn bà thì hay ngồi. Đàn bà bắt buộc phải ngồi, đàn bà không thể đứng được với cái loại cầu tiêu như thế này. Nhưng mà nếu mà đứng ấy, thì đàn ông hay văng nước lên trên cái mặt mặt bồn này. Thì bà này bà vào thì bà phải xem xét trước khi bà ngồi lên nhé. Tôi đi vào những chỗ công cộng tôi luôn luôn lấy giấy vệ sinh tôi chùi. Nếu mà chỗ đó mà không có cái giấy mà loại giấy mà kéo ra để mà phủ lên trên á, thì tôi xé cái giấy mà toilet paper đó, lấy để chùi đó. Tôi xếp lên trên cái vành tròn đó, để mình ngồi không bị dính. Mà bà này thì vô ý, giờ bà tức quá bà chụp hình bà đưa lên như vậy, bị cư dân đang phản đối. Mà rất nhiều người từ tháng 2 giờ, bây giờ mới được đưa ra, tức là sau 6 tháng, 22 tháng 2. Bà Terry Rain bà đưa lên, bà nói bà chụp được, bà bắt được ở trong, tức là có người trong, một trong những người đã nhận đây. Thì Kevin Khoa Nguyễn, Kevin Khoa là một đang học về luật nha. Kevin Khoa là nhà là ca sĩ đấy, ca sĩ là viết rằng á, hình như rằng á, đã lỗi cãi bà như tôi vừa nói xong, bà đã ngồi lên trên một cái gì đó mà bà không, mà đã theo theo bà nói đây là mới người nào mới đi vệ sinh xong, bà đã ngồi lên trên đó mà bà không thèm nhìn. Thì đó là lỗi này bà. Hay là bà đi vào trong cái cầu tiêu của đàn ông. Còn phụ nữ thì đâu có thường đứng tiểu trên cái đấy. Phụ nữ chỉ có ngồi thôi. Và rất nhiều người viết ở trong này. Tôi không muốn đọc nữa. Thì bây giờ cái thành phố Washington này rất tệ. Có bạn hỏi tôi về vấn đề ông David Dương, thì tôi đề nghị các bạn cứ đi vào trong phố Bonsai TV, tại vì phố Bonsai TV đó đang ở Việt Nam và đang có những cái hình ảnh của ông David Dương. Và như tôi đã nói, ông David Dương chỉ có một cái thắng lợi, đó là hợp đồng với lại ở trong Quảng Nam, và hình như ông đang dẫn phái đoàn tuần trước, phái đoàn hôm mùng 8 tháng 8 là chấm dứt rồi, đi về Mỹ rồi. Thì bây giờ thì Phú Sa TV bắt đầu đưa những video lên. Thì còn cái vụ mà ông David Dương với thành phố Tây Ninh này, ngày hôm qua tôi đã nói rồi, cái chuyện nó không có gì trầm trọng hết. Ông Ngô Kỳ ông chỉ suy diễn như vậy thôi, chứ hoàn toàn không có, theo tôi biết là không có. Bằng chứng là sau đó thì ông David Dương ra ngồi bờ sông Sài Gòn, rồi ngắm qua bên kia Thủ Thiêm, rồi đi chơi, đi ăn uống, có cả phố ra TV. Còn cái câu chuyện khác
là câu chuyện mà các bạn muốn biết về bà Võ Thùy. Bà Võ Thùy thì đang đi ở Việt Nam, thì cái hồ sơ kiện của ông Phát Bùi là có, chứ không phải là để hù. Và tôi đã lấy xuống cái này là của ông Nam Quan. Cái này là của ông Nam Quan. Nam Quan thì xong rồi. Thì trong cái lá thư này tôi không đọc hết, nhưng đại khái thì bà Mai Lương, Lương Thị Mai á, đã nộp cái đơn kiện bà Võ Thùy về tội nhục mạ cá nhân bà. Thì trong đây tôi thấy rằng nó không có gì, lá thư rất là đơn giản, lá thư rất là đơn giản, chỉ le chỉ khiếu nại kêu bà Võ Thùy, và cái vụ kiện sẽ được xử, sẽ được xử vào ngày 9 tháng 10 năm 2023, và tôi sẽ có mặt, tôi sẽ có mặt để làm cái phóng sự này. Thì trước khi thực hiện thì ông luật sư đại diện cho bà Lương Mai là một người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, tức là ông Hoài Học. Ông này là luật sư đại diện cho tờ báo Người Việt để kiện bà Hoàng Diệc Thảo trong cái báo Sài Gòn nhỏ đó, và đã thắng một rất lớn. Đây là vụ kiện bồi thường về defamation lớn nhất từ xưa đến nay, là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Thì bà Hoàng Diệc Thảo, bà nói bà không có nghề nghiệp, bà chỉ sống bằng cái tờ báo. Thì bà chỉ, bây giờ tịch thu tòa sản và tịch thu nhà in. Đó là hai cái. Theo luật thì cái nhà người ta đang ở và cái xe ô tô người ta đang lái thì không được lấy. Thì bà Võ Thùy cũng gần gần giống như vậy, gần giống như trường hợp bà Hoàng Diệc Thảo. Trong cái lá thư của ông luật sư này, và ông luật sư này cũng là người đại diện cho Mai Vũng Tàu, thưa Nguyễn Tiến Dũng, và đã thắng rồi, nhưng mà Mai Tiến Dũng đã xin kháng án. Thì vụ kiện sắp sửa xảy ra, sắp sửa tới đây, và hình như là tuần tới sẽ có vụ kiện của kẹo ngọt Candy Đạn sắp cũng xử. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều. Thì Candy Đạn cũng như là bên Mai Vũng Tàu thì nhắm vào Nguyễn Tiến Dũng, Nam Quan, vậy thôi. Thì ông luật sư này cũng đại diện cho bên Mai Vũng Tàu và Candy Đạn. Ông nổi tiếng về những vụ defamation.
Thì đại khái lá thư này của ông luật sư cho biết rằng ông đã nhận cái sự khiếu nại của bà Mai Lương, tức là vợ của ông Bùi Phát, vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 trong một nhóm chat với nhau bằng tiếng Việt với rất nhiều người, theo tôi biết là 18 người. Bà đã sử dụng những cái ngôn ngữ để mà nhục mạ và bà Lương Mai với những cái lời lẽ hoàn toàn vô căn cứ, thất thiệt. Thì đây là lá thư chúng tôi gửi 30 tháng 12 năm 2022 cho bà, để bà cải chính lại cái điều đó. Nhưng mà rất tiếc, bà này không chịu. Bà Thùy Võ không chịu. Thành ra bên bà vợ của ông Bùi Phát bắt buộc phải thừa. Đơn nộp vào ngày 20 27 tháng 2 năm 2023, thì đại khái một lá thư rất nhiều đưa ra nhiều lý do, thì chúng tôi xin miễn đọc cái lá thư này. Nhưng mà bà Mai, bà đã làm rất đúng cái thủ tục. Đầu tiên là bà đã gửi thơ cho bà Thủy Võ, nhờ luật sư gửi đàng hoàng thông báo cho bà Thủy Võ nếu mà không lấy lại, không rút lại cái lời nói xin lỗi thì bà phải nhờ cái luật pháp theo đúng luật. Thành ra khi ra tòa thì bà Võ Thùy chắc chắn sẽ thua, bởi vì những cái gì bà Võ Thùy trả lời đây tôi đã nói trong cái video bữa trước, và tôi nghĩ rằng cái vụ này sẽ không kéo dài lâu, bởi vì nó chỉ là một người, và những cái lời lẽ của bà Võ Thùy nói trong này, trong cái lá thư trả lời cho chánh án, cho quan tòa đó, bà nói bà nghe được một người khác nói, giống như là bà Hoàng Diệp Thảo cũng nói rằng một độc giả của tôi đã email cho tôi, nhưng mà không đưa ra được độc giả đó là ai. Thì cái ngày hôm mùng 9 tháng 10 đó, thì bà Thùy Võ, tôi nghĩ là ngày hôm đó là ngày chỉ mới là opening, chưa chắc là tòa đã xử, tòa chỉ là thủ tục để coi cả hai bên có bổ túc gì nữa không. Ngày xử sẽ là ngày khác, theo tôi nghĩ. Nhưng mà có thể đó, ông tòa ông thấy cái này cái vô lý quá, ông cho xử ngay tại chỗ luôn, ông không cần hỏi thăm hai bên có gì thay đổi gì không? Không. Mà bà Mai đó, vợ của ông Phát Bùi, trong cái thủ tục này thì phải nói là luật sư, họ không đòi bồi thường mà họ dành cái quyền bồi thường tiền bạc đó cho quan tòa, tức là quan tòa sẽ bồi thường. Thì bây giờ nói về cái tu chính án ấy, thì tất cả mọi người công dân Mỹ đều có quyền tu chính án số 1, tự do ngôn luận, tức là tha hồ muốn nói thì nói, nhưng tự do ngôn luận trong một cái khuôn khổ, chứ không phải tự do ngôn luận trong nhà mình bịa đặt ra mình muốn nói gì nói. Tự do ngôn luận không có nghĩa rằng là tôi nghe người kia nói xong là tôi đi tôi nói lại, mà mục đích là để nói xấu cái bà ABC gì đó, không được.
không phải là tự do ngôn luận theo kiểu bà Võ Thùy nghĩ. Okay, thứ nhất. Thứ hai, ông Bùi Phát là người public figure chứ không phải là bà vợ ông Bùi Phát là public figure. Ông Donald Trump ra ứng cử, đài BBC nói xấu bà Trump, ám chỉ rằng hồi xưa trước khi lấy ông Trump, bà này là một phụ nữ không đứng đắn. Nhưng mà ở đời chúng ta biết này, người ta lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Đâu có phải lấy vợ về xong thì cứ để cho cái thằng khác nó ngẫu hứng với vợ mình đâu được. Thì cái vụ này á, chắc chắn là bà Võ Thùy sẽ thua. Nhưng bà lại ngu ở cái chỗ này. Bà bảo mặc dù là tôi nghe người khác nói lại nhưng tôi xác nhận. Nhưng tôi xác nhận là cái chuyện này đúng. Và bà còn nói con số người nữa. Nói rằng 100 người đàn ông đi qua bà Lương Mai. Tại sao không phải là 99? Tại sao không phải 101? Tại sao bà biết được 100? Cái đó là một điều rất là vô lý. Trừ khi bà làm tú gà, tú bà. Bà làm tú bà. Bà ghi sổ cho những nhân viên của bà đi làm những nghề đó. Ở đây cái người mà sẽ bị quan tòa mời ra, đó là bà chủ nhân của Cà Phê Lũ. Cà Phê Lũ phải chứng minh rằng bà Lương Mai là nhân viên của bà Cà Phê Lũ trước. Chắc chắn là không có. Nếu mà không có thì như vậy quan tòa sẽ hỏi rằng như vậy bà Lương Mai này làm việc lãnh tiền mặt hay sao mà không có tên trong danh sách hồ sơ đấy. À, thì chắc chắn là chủ nhân Lũ bảo không, bà Lương Mai này chưa bao giờ làm nhân viên cho tôi hết, thành ra làm sao mà tôi có hồ sơ được. Đại khái như vậy thì chết ngay bà Võ Thùy. Tại vì bà nó Võ Thùy nói rằng bà Lương Mai làm việc ở Cà Phê Lũ. Đó là cái điều tưởng tượng quá hoang tưởng luôn. Rồi lại còn bảo rằng người ta đi khách với 100 người đàn ông. Sao bà biết rõ, bà nằm dưới gầm giường của bà Lương Mai sao bà biết là trong nó tới 100 người. Bà ghi sổ à? Và điều thứ ba là nghe lời một người khác rồi hoặc là bịa chuyện ra, nó đều giống nhau hết. Với mục đích gì? Mục đích để nhục mạ một cái người mà người đã đang làm chủ tịch của cộng đồng người Việt tại quận Cam này. Cái tội của bà Võ Thùy rất là nặng. Bà khoe rằng bà có nhà, có cửa, nhà cả triệu bạc, chuẩn bị bán nhà đấy. Luật California, bạn không có quyền bán nhà 2 năm trước khi có vụ kiện hoặc là 2 năm sau khi có vụ kiện. Không có, không được. 2 năm trước và sau khi vụ kiện bắt đầu. Không có quyền được bán, không có quyền được tẩu tán tài sản. Và bà chỉ có quyền giữ lại một cái nhà thôi. Một cái nhà duy nhất cho mình. Nhưng trong trường hợp bà thua thì bà Lương Mai không có quyền lấy cái nhà bà đang ở. Nếu bà không có tiền trả thì bất cứ lúc nào bà đi mượn tiền hoặc là bà đi bán cái nhà, đầu tiên người ta chặt cái tiền đó, người ta trả cho bà Lương Mai tùy theo con số mà ông quan tòa cho. Điều này đã xảy ra cho bà Phùng Tuệ Châu. Bà Phùng Tuệ Châu, bà là một người
Bà Phùng Thị Châu là một bà khoe bà là luật sư. Nhưng mà tại sao bà không biết cái chuyện này? Bà đã viết một bài báo bà nhục mạ ông Bùi Bình Minh là Việt Cộng. Và ra tòa bà bị phạt bồi thường cho ông Bùi Bình Minh 25.000 đô la. Bà nói là bà đang lãnh tiền già, bà không có tiền. Nhưng bà có nhà. Đến khi con gái của bà đó mua nhà cần tiền đong thì bà rút cái equity, tức là cái số tiền thực sự mà căn nhà bà nếu bà bỏ bán sẽ được một cái giá như vậy. Thì tùy theo cái đơn vị người ta định giá địa ốc, người ta định giá nhà thì bà sẽ được mượn 80%, bà có quyền lấy ra 80% cái nhà đó. Thì bà lấy ra được hơn 200.000. Đầu tiên là ông Bùi Bình Bân đớp liền 25.000. Đó là bà Phùng Thị Châu. Quý vị nên cẩn thận nữa. Đó là việc của bà Võ Thủy. Việc thứ hai là ông Phạm Kim Long. Tôi có nói chuyện với ông Phan Kỳ Nhân và ông đã hoàn toàn đồng ý. Ông sẽ có một cái video. Ông nói hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ông Phạm Kim Long đã lợi dụng cái buổi chào cờ đầu tháng xuyên tạc với những người đã từng gắn bó với cái đền Đức Trần Hưng Đạo. Cho tới ngày hôm nay thì tôi chưa thấy. Có thể là bữa nay hay là hôm qua ông mới bắt đầu đi làm. Thì chắc ngày mai thứ hai, thứ ba thì mới có video. Tôi nói, và cái thứ hai nữa là ông tự hậu về sau. Ông không cho phỏng vấn cá nhân nào ở Đền Hùng, ngoại trừ những người trong ban quản trị. Thì tôi nói với ông Văn Kiển Nhân, bây giờ đó, tên của anh đã lên trên, ra ngoài public. Đi ra ngoài cộng đồng rồi, ai cũng biết chuyện này. Dù bây giờ hội đồng quản trị không nói, không đồng ý với anh để làm chuyện đó, anh vẫn phải làm. Mà nếu được hội đồng quản trị đồng ý ký tên thì càng tốt, còn không có thì không sao. Anh chỉ cần xác nhận, anh viết cho ông Phạm Kim Long và lá thư đó đồng thời gửi cho ông Bùi Phát. Thì nội dung đại khái, thưa ông Long, trong một cái clip video số mấy phát hành ngày mấy mấy của văn bản Văn hóa Nhân bản Lạc Việt, cái do ông Lại Hữu Thuận trực tiếp quay, ông có đề cập tới hai vấn đề. Thứ nhất là ông Phạm Kim Long có ý định cất phế ông Phan Kỳ Nhơn để muốn làm chủ tịch cái đền Đức Thánh Trần. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Thứ hai, nói rằng ông Phát Bùi đã email cho ông Phan Kỳ Nhơn, yêu cầu ông Phan Kỳ Nhơn cho bà Lương Mai, tức là vợ ông Bùi Phát, được vào làm thủ quỹ ở trong cái đền Đức Thánh Trần. Điều này cũng hoàn toàn không có. Anh chỉ cần viết như vậy cái gì hết, dài dòng văn tự. Anh chỉ cần viết hai cái điều đó thôi. Tôi với tư cách là chủ tịch của đền Đức Thánh Trần, tôi danh dự hứa rằng tất cả những cái lời lẽ trong lá thư này hoàn toàn đúng sự thật và yêu cầu ông Phạm Kim Long phải cải chính, đặt điều về cá nhân tôi cũng như đền Đức Thánh Trần. Hoàn toàn không có chuyện ông Phát Bùi nhé.
và hoàn toàn không có chuyện bà Lương Mai. Thì đại khái em viết ấy, đơn giản như vậy thôi, không cần viết gì nữa. Đừng có giải thích vài dòng văn tự, không cần. Nếu anh cần viết thơ tôi, ok, Nguyễn Phương Hùng sẽ giúp, sẽ viết được, viết dùm cho anh cái lá thơ đó. Chắc ngày mai tôi sẽ viết cái lá thơ xong tôi đọc lên để cho ông Phan Triển Dân nghe, nghe có cái chui tay không. Còn vần về ông Bùi Phát, tôi đề nghị ông Bùi Phát nhé. Ông đã thưa bà Võ Thùy được thì ông phải thưa ông Phạm Kim Long được. Bởi vì đây là một cặp bài trùng đang phá hoại cái cộng đồng này. Đồng ý là Võ Thùy khi mà bị thua trong cái vụ kiện này đó, là sẽ im hơi lặng tiếng. Nhưng mà Phạm Kim Long vẫn là cái loa cho Võ Thùy. Ông cần phải chặn cái loa đây bằng cách thưa ông Phạm Kim Long sau khi có văn thư của ông Phan Kỳ Nhơn. Giả sử rằng ông Phan Kỳ Nhơn không viết cái lời đó thì ông có hai cách. Một, căn cứ vào cái video xem nội dung ông Phan Kỳ Nhơn nói những cái gì. Nếu có lợi cho mình, ông có thể dùng cái video đó để đi thưa ông Phạm Kim Long. Hai là ông Phan Kỳ Nhơn không có video và cũng không có thư gì hết. Ông Phan, ông Bùi Phát sẽ phải thưa cả hai ông Phan Kỳ Nhơn và ông Phạm Kim Long. Bởi vì Phạm Kim Long dùng tên ông Phan Kỳ Nhơn vào trong cái vụ này thì ông Phan Kỳ Nhơn phải ra tòa để trả lời cho quan tòa biết hai cái điều tố cáo đó của ông Phạm Kim Long có đúng hay không. Đó là đề nghị của tôi cho ông Bùi Phát. Còn chuyện ông Bùi Phát có làm hay không làm thì cái hậu quả ấy, nếu ông Phạm Kim Long nếu mà ông Bùi Phát thưa ông Phạm Kim Long thì chuyện rất đơn giản. Nhưng mà ông Bùi Phát mà không dám thưa ông Phạm Kim Long là thể nào có tiếng bất tiếng kỳ. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, cả cái cộng đồng này sẽ tin rằng ông Phạm Kim Long nói đúng. Và danh dự của chủ tịch cộng đồng ông mang tiếng là người Việt quốc gia, ông cần phải thưa. Còn ông Lâm Nguyên á, tôi nghĩ là ông Lâm Nguyên không dám làm. Nếu ông Lâm Nguyên mà làm á, thì ông Lâm Nguyên không cần phải mất tiền luật sư, đứng đơn chung với ông Bùi Phát đủ rồi, hai người đồng ký tên là nạn nhân. Còn Lâm Nguyên ngon á, làm một cái lá thư khác. Tại vì cái nội dung mà Phạm Kim Long nói về Lâm Nguyên khác với nội dung của ông Bùi Phát. Nhưng mà khi ra tòa đó, ông tòa ông sẽ gộp hai cái vụ kiện lại thành một, xử một lần. Quan tòa sẽ không xử hai lần. Và đối với bất cứ một quan tòa nào đó mà họ nghe những cái lý do mà ông Phạm Kim Long nói, ông Phan Kỳ Nhơn từ chối là mà không có cái chuyện đó, là Phạm Kim Long đi đời nhà ma ngay lập tức. Người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao Phạm Kim Long phải làm cái công việc như vậy? Tại sao Phạm Kim Long cố tình nhục mạ ông Bùi Phát để làm gì? Phải chăng Phạm Kim Long muốn lên làm chủ tịch cộng đồng? Hoặc là Phạm Kim Long muốn lên làm chủ tịch đền Đức Thánh Trần?
hoặc là Phạm Kim Long biết năm 2024 ông Phát Bùi sẽ ra ứng cử thị trưởng của The Garden Grove. Thành ra Phạm Kim Long nhận phong bì của ai đó để tấn công Phát Bùi, làm cho Phát Bùi mất danh dự. Thì bằng giá nào tôi nghĩ rằng ông Phát Bùi cần phải thưa. Cần phải thưa ông Phạm Kim Long. Luật Kali, bạn có 5 năm. Bạn có 5 năm để thưa về tội defamation. Năm nay 2023. Thì năm 2028, hết tháng 8 năm 2028 thì mới hết hạn. Do đó từ đây tới tháng 8 năm 2028, bất kỳ giờ phút nào ông Bùi Phát đều có quyền thưa ông Phạm Kim Long được. Và kể từ ngày hôm nay trở đi, ông Phạm Kim Long coi như không dám ra ứng cử một chức vụ nào khác. Mặc dù ông nổi tiếng là vua thất cử. Ứng cử đâu là thua ở đó, mà luôn luôn là người cầm đèn đỏ. Luôn luôn cầm đèn đỏ. Giá mà mình cầm đèn đỏ mà lộn lên trên đầu thì mình khỏe biết mấy. Đằng này mình cũng đứng đầu, mà đứng đầu đằng đít, chứ không phải đứng đầu ở đằng đầu. Thì đó là chuyện của ông Phạm Kim Long. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của ông Phan Kỳ Nhơn, anh Nhơn à, anh cần phải làm một cái gì trước khi anh thật sự rửa tay gạt kiếm. Anh đã từng tuyên bố trước đây cả 10 năm là anh rửa tay gác kiếm. Nhưng mà thật sự anh đã không rửa tay gác kiếm, và anh đã để cho người ta lợi dụng tên tuổi anh. Và anh lỡ nắm vào cái đền Đức Thánh Trần rồi thì anh phải công minh liêm chính cho đúng với tư cách của một người sĩ quan. Nắm về kỷ luật của quân đội, tức là đơn vị quân cảnh. Đáng nhẽ anh chỉ cần làm chủ tịch của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai. Anh nhảy ra lựa đền Đức Thánh Trần. Trong khi thằng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì nó đã có cái đền tổ vua Hùng Vương. Thì cái Đức Thánh Trần của anh ra đời, tổ Hùng Vương của Nguyễn Xuân Nghĩa bị dẹp vì tôi là người báo cáo không có giấy phép, không có giấy phép lập hội nhé. Rồi bán hàng lậu trong văn phòng luật sư, đóng cửa thôi. Mới đây mới tính ló đầu ra để nịnh bợ nhóm Nguyễn Mạnh Chí, mà mới nằm nhà thương ra, ốm yếu nhận không ra luôn. Tôi nhận không ra, tôi nhìn không ra. Tới khi nó nói thì mới ra, ủa sao gặp Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì hỏi mấy người bên cạnh, à đúng Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nhận không ra tại vì lâu lắm tôi không ra sinh hoạt cộng đồng. Thì đó là những câu chuyện mà tôi muốn trả lời thêm những sự thắc mắc của các bạn. Đó cái là vụ Thùy Võ, tôi nói đang nói nửa chừng thì bỏ. Ông Phạm, tôi với ông Phạm Kim Long chẳng có thù oán gì, mặc dù ông Phạm Kim Long nói với ông Hoàng Kiều rằng tôi là Việt Cộng. Tạ Đức Chí nói tôi là Cộng sản, thế còn chưa sợ. Hội đồng thành phố Nguyễn Mạnh Chí để cho đệ tử của Nguyễn Hữu Chánh nói tôi là
nhận lệnh của Cộng sản Việt Nam để phá hoại sự đoàn kết cộng đồng. Chưa đi đến đâu. Ông Hoàng Kiều là cái gì? Rất cảm ơn anh Hoàng Kiều. Anh đã không nghe lời người ta. Và những người nào lỡ nghe lời nói rằng Nguyễn Phương Hùng là Việt Cộng, quý vị xem lại những cái video của tôi. Thứ nhất là 3 năm nay tôi không đi về Việt Nam. 4 năm rồi. Lần cuối cùng tôi đi Việt Nam là tháng... tháng 5 năm 2019. Đó là lần cuối cùng. Sau khi tôi đi dự cái G20 ở bên Nhật, Osaka, xong rồi tôi đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới này, 4 năm. Những cái video quý vị thấy rồi. Đầu tiên, tôi đã bãi lại cho cái nhóm luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Phan Kỳ Nhơn về cái tội nói rằng ra một cái bản thông cáo chung nói rằng tôi là cộng sản. Ba người đi Việt Nam là Vũ Hoàng Lân và Nguyễn Quang Trường thì không bị, chỉ có mình tôi bị. Hội Biên Đồng Quân làm giấy sa thải tôi khỏi khỏi cái Hội Biệt Động Quân. Xin lỗi các ông. Tháng 3 năm 1975 các ông còn đó là chạy như là cái bầy ông vỗ tàu. Bây giờ qua bên đây không chấp nhận Nguyễn Phương Hùng là sĩ quan Biệt Động Quân. Tôi có lãnh lương của quý vị không? Tôi không là sĩ quan Biệt Động Quân nhưng mà tôi đã là nằm trong quân số của binh chủng Biệt Động Quân, Liên đoàn 3, Tiểu đoàn 52. Quý vị là cái thá gì mà quý vị không chấp nhận Nguyễn Phương Hùng. Rồi Nguyễn Trọng Thu cũng lại lên án Nguyễn Phương Hùng, loại trừ ra khỏi Hội Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức. Quý vị hãnh diện gì mà quý vị đeo cái lon đấy. Tôi nói thật, người nào đeo lon càng to đó thì cái nhục càng lớn. Nhục đấy, nhục. Mình bị thua. À, nhân tiện đây báo cho các bạn biết, tôi mới được một tài liệu của trường đại học quân sự của Hoa Kỳ mới gửi. Dài 30 trang. Tôi đã dịch ra tiếng Việt Nam, tôi sẽ gửi lên cho các bạn xem. Ở trong nước và ở đây, cái bản nghiên cứu rất là phải nói rằng là rất là vô tư so sánh với tất cả những cái tài liệu từ trước này. Không bênh Việt Nam Cộng Hòa và cũng không bênh Cộng sản. Có những cái mà Việt Nam Cộng Hòa sai, có những cái Cộng sản sai và cả người Mỹ nữa. Và họ kết luận người Mỹ là người thắng cuộc ở trong cái vụ 30 tháng 4 năm 1975. Họ dẫn chứng rằng bằng chứng nó bây giờ đó. Bằng chứng bây giờ đó. Và mùng 9, mùng 8 và mùng 9 tháng 9, ông Tổng thống Joe Biden sẽ đi dự hội nghị G20. Sau đó thì ông sẽ ghé thăm Việt Nam. Thì hôm kia tôi đã nói rằng là cái điều đó, điều chúng ta nghe nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tháng 7 đi, nhưng mà không đi. Thì có những cái tin nói rằng là Trung Quốc không cho ông Nguyễn Phú Trọng đi. Là tại vì trong lúc mà đang căng thẳng giữa Trung Quốc, Nga và Ukraine với Mỹ
Thì ai cũng biết anh Mỹ là cái người mà đang ở đằng sau lưng Ukraine. Thì có lẽ vì như vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không đi, vì lý do sức khỏe. Nhưng mà tháng 9 này nè, khi ông Joe Biden tới thì nó trở thành cái hay. Hay là không bị mang tiếng với Trung Quốc và lời xuyên tạc nói rằng đi qua bên đó là chiều cống Mỹ. Đấy. Giống như hồi xưa đó, cái đám xuyên tạc nó lại nói là ông Nguyễn Phú Trọng đi qua chiều cống Trung Quốc, Tập Cận Bình sau khi mà mới tái đắc cử. Đấy. Thì bây giờ tự nhiên mình đi qua bên Mỹ thì mình là thằng nhỏ, nó là thằng lớn. Thì mình hóa ra mình sẽ đi kiểu mà nói là bưng bô. Bây giờ thì ông Mỹ qua trước thì ông Joe Biden cũng không mất mặt, là bởi vì ông đi dự hội nghị G20 xong rồi nhân tiện ông ghé vào ông thăm Việt Nam, có sao đâu. Mẹ nó sợ gì, cứ đi. Thì sau đó có thể là cuối năm ông Trọng đi, và chắc chắn là tháng 9 này, trong cái buổi gặp gỡ này, Việt Nam sẽ được rất nhiều lợi trong cái bối cảnh Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc và Nhật, và Mỹ cũng như là và Nhật Bản và Hàn đang hợp lực với nhau để chế những cái loại tên lửa mới, gọi là tên lửa siêu âm, để ngăn chặn những cái làm bức chắn không gian cho các quốc gia đó, Hàn, Nhật và Đài Loan. Và chắc chắn để nào Việt Nam cũng có thôi. Xin phép chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Ngày mai tôi sẽ trở lại vấn đề Hoàng Duy Hùng, tại vì những cái tin về Hoàng Duy Hùng và nhóm San Cam ấy tôi không quan tâm, cũng như Lê Thái. Lê Thái đang ở thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Vo Ve đang thách thức Lê Thái gặp nhau. Bên mày đi 2, tao đi 2, bên mày đi 8, tao đi 8. Đi đủ người nhé. Bộ đánh nhẹ đánh nhau à? Cái thách thức đó đó, Lê Thái có quyền đưa ra an ninh. Mà đằng này đó thì lại Sài Gòn Vo Ve lại bảo là Nguyễn Bình Phương đang bị đang 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 tấn công Hoàng Duy Hùng. Rồi con nhang của Hoàng Duy Hùng ấy, bảo rằng là phải đi thưa Nguyễn Bình Phương. Thằng Hoàng Duy Hùng nó không thưa thì những người mà vào xem YouTuber lấy cái quyền gì mà đi đi thưa Nguyễn Bình Phương. Phải. Thằng Hoàng Duy Hùng cái vụ bắt gián ấy, nó đâu có làm gì đâu. Ngày mai tôi sẽ phân tích vụ Hoàng Duy Hùng. Tôi có thêm một chi tiết, tôi đang chờ. Xin chào tất cả mọi người.